Nhân năm con gà, bộ phận FF xin chúc các bạn ở phía Bắc, đặc biệt là công ty FF TNS, một năm tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc, con cái học giỏi và bằng sự nghĩ. Okay. Xin chào mọi người. Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và thay mặt vợ em ở nhà, kính chúc các anh chị em Vinacom miền Bắc và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Chúc một năm mới. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Hiếu, mà bộ phận vận tải chi nhánh miền Nam. Nhân dịp Tết đến xuân về, Hiếu xin kính chúc sức khỏe toàn thể ban lãnh đạo công ty, như là toàn thể anh chị em và gia đình một năm mới là hạnh phúc, thành đạt, phát tài. Kính chúc công ty ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục những bước đi vững chắc trong chặng đường phía trước. Bánh dấu xe FF chúc mọi người phía Bắc năm mới nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành đạt hơn trong cuộc sống. Tiền giờ ít rồi, nói nhiều thôi chị, hết tiền rồi. Thôi mình chỉ chúc vậy thôi, còn mọi người nữa. Bye. Một chúc phát lộc phát tài, hai chúc tiền cổ mỗi ngày mỗi cao, ba chúc sức khỏe dồi dào, bốn chúc đi lại đường nào cũng thông, năm chúc hạnh phúc mang nồng, sáu chúc may mắn gấp mong đạt thành, bảy chúc thắng lợi kinh doanh, tám chúc con cháu học hành tiến lên, chín chúc giàu có bền lâu, mười chúc trường thọ tuổi tên rạng ngời. Happy New Year! Happy New Year!